Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối thứ Tư ngày 14 tháng 2 2024 với những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa kỳ vọng vào mục tiêu tăng trưởng năm 2024. Thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đột phá về kinh tế xã hội tại huyện miền núi Khánh Sơn. Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển đặc viên ở các đơn vị kinh tế tư dân. Lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch đạt gần 880 tỷ đồng trong dịp Tết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây. Do đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 nhằm có phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, chúng mục tiêu ngay từ đầu năm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn hiệu quả tăng cường ra soát đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số và quy trình cấp tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đặc biệt qua các kinh Hình bán hàng sản phẩm dịch vụ được số hóa đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường loại hình nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân tích cực chủ động triển khai có hiệu quả thiết thực chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức trao đổi đối thoại với khách hàng vay vốn nhằm nắm bắt và kịp thời xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắt của khách hàng có hiệu quả thiết thực thực chất qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp người dân Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2024, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm nhẹ do vẫn tiếp tục tiềm ẩn những rủi ro thách thức. Điều này cũng tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế trong nước nói chung và tại Khánh Hòa nói riêng. Sóc Khánh Hòa vẫn có cơ sở để kỳ vọng sẽ duy trì đạt phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa chọn chủ đề của năm là quản trị và điều hành, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức hành động về một chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điều này được thể hiện rõ nét bằng hàng loạt các hoạt động của tỉnh trong cả năm 2023 trong đó khánh hòa đã tập trung hoàn thành các quy hoạch đô thị quy hoạch phân khu quy hoạch vùng huyện để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng vào địa phương hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với các tuyến đường bộ cao tốc đi qua địa phận tỉnh khánh hòa đang được đẩy nhanh tiến độ bên cạnh đó các nghị quyết của trung ương tạo ra nhiều đột phá trong thu hút nguồn lực đầu tư phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế của tỉnh tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển toàn diện bền vững nhiều nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào một năm bước phá mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế đầu tư tỉnh Nghệ An chúng ta cái nỗ lực lớn nhất của tỉnh ấy, trong nhiều việc đó là thay đổi về cơ chế để mà thu hút các nhà đầu tư và Khánh Hòa chúng ta cũng đã nhanh chóng là một trong những tỉnh sớm để thông qua được cái quy hoạch của toàn tỉnh tạo tiền đề cho các quy hoạch phân khu đấy thì đó những là những cái cố gắng nỗ lực các hiệp hội chúng tôi đánh giá rất cao cái 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 sự năng động cái sự sáng tạo và mau chóng đưa ra nhiều chính sách của tỉnh Khánh Hòa để đáp ứng những cái khó khăn Khánh Hòa đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,1%, GRDP bình quân đầu người đạt 96 triệu 250 000 đồng một người. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 870 triệu đô la Mỹ, thu ngân sách nhà nước đạt gần 16.700 tỷ đồng vào năm 2024. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư quảng bá để phát triển bền vững hai ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là dịch vụ du lịch và công nghiệp xây dựng. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương sở ngành tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương để nhanh tiến độ phê duyệt một số quy hoạch hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và nghị quyết 55 của Quốc hội. Nếu là tập trung các nguồn lực cho cái hoạt động là đầu tư sau khi mà cái quy hoạch đã được phê duyệt, à, được cấp các thẩm quyền phê duyệt thì bao gồm là đầu tư cơ sở hạ tầng, vân vân, huy động tất cả các nguồn lực trong đó là cũng kêu gọi các cái nhà đầu tư về để thực hiện quy trình đầu tư các cái dự án trên địa bàn thành phố cho nó đúng với lại cái cơ cấu kinh tế theo nghị quyết 09 đã đề ra. Một trong những dự báo có thể rằng là tốt đẹp cho kinh tế Việt Nam đó là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước lớn đã được phát triển do đó cái thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong tương lai chắc chắn là sẽ ổn định và phát triển thì đó là một trong những cái dấu ấn có thể góp phần làm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tốt hơn trong năm 2024 nếu như uh, Ủy ban nhân tỉnh và các sở ban ngành có những cái chính sách linh hoạt uh, ví dụ như là um, có những chính sách để mà ổn định và phát triển về các mặt hàng xuất khẩu nông sản. Thứ hai là kích cầu du lịch nội địa cũng giống như là thu hút du lịch của khách nước ngoài. Thì có thể là năm 2024 nguồn thu ngân sách chúng ta có thể đạt được theo cái chỉ tiêu và kế hoạch đặt ra. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong việc cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kích cầu tiêu dùng nội địa, liên kết giữa kích cầu thương mại và kích cầu du lịch, mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tập trung khôi phục, phát triển thị trường khách quốc tế, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch hướng đến chuẩn chất lượng cao. Năm 2023, trong, trong bối cảnh toàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nhằm từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, có phần quan trọng thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 4.230 tỷ đồng với 114.836 khách hàng dư nợ, chất lượng tín dụng được đảm bảo và nâng cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước năm 2024 ngân hàng chính sách xã hội phấn đấu đạt 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng trung ương giao tăng trưởng dư nợ từ 8 đến 10% so với năm 2023 huy động vốn nhận ủy thác địa phương tăng tối thiểu 56 tỷ đồng so với năm 2023 đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và phi vốn thường xuyên ra soát hộ nghèo cận nghèo hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác không để sót đối tượng đảm bảo cho vay vốn đúng trúng đối tượng được thụ hưởng chính sách tổ chức thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội để có phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng và thế mạnh rừng, thác, suối, hồ, thế nhưng thời gian qua, huyện Cách Sơn vẫn chưa khai thác triệt để tiềm năng này. Nhằm tạo sự đột phá về kinh tế xã hội, địa phương cần có những giải pháp thu hút đầu tư, triển khai các dự án mang tính động lực để tạo cú hích cho miền núi phát triển bền vững huyện miền núi khánh sơn có khí hậu thổ nhưỡng rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao bên cạnh đó với thế mạnh về điều kiện tự nhiên như rừng thác suối hồ huyện cũng có nhiều cơ hội để phát triển tiềm năng du lịch sinh thái Xác định những lợi thế sẵn có, huyện đã đề xuất 17 dự án trọng điểm, kêu gọi đầu tư. Trong đó, các dự án tập trung vào phát triển du lịch sinh thái, đô thị, công nghiệp và chế biến nông sản. Tuy có điều kiện để kêu gọi các dự án lớn, song trên thực tế, vấn đề khó khăn về đất đai ranh giới. Các vị trí đề xuất dự án thường bị trồng lớn với đất rừng, đất sản xuất của người dân nên khó thu hút đầu tư, đặc biệt đối với các doanh nghiệp cần quỹ đất lớn. Sơn Hiệp thì nói chung có một số cái điều kiện tiềm năng trong đó là cái vấn đề là tiềm năng về phát triển du lịch nó nói chung là như uh, thác tà gụ rồi rừng thông sơn hiệp sơn bình à, rồi nhà dài khu vực cụm 2. nói chung là cái tiềm năng thì có nhưng vấn đề nhà đầu tư đến đó, chủ yếu là cái vấn đề về giao thông để kết nối các cái liên vùng đường liên vùng Mặt khác, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện chưa được đồng bộ. Việc giao thương giữa các địa phương hiện nay chỉ có tuyến đường duy nhất là tỉnh Lộ 9. Đây cũng là rào cản không nhỏ đối với các nhà đầu tư. Để có thể kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho miền núi, trước tiên, huyện Khánh Sơn phải tạo ra các quỹ đất sạch có chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư. Cùng với đó, huyện sớm triển khai xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Liên kết hợp tác để mở rộng và phát triển các điểm du lịch sinh thái, tham quan vườn, cây ăn trái kết hợp nghỉ dưỡng hạ tầng về giao thông cũng cần tiếp tục có sự đầu tư lớn hơn nhằm tạo sự liên kết vùng, phá vỡ thế biệt lập của Khánh Sơn. Là chuẩn bị thuốc đầu tư trong cái, cái, cái thời gian đấy, năm đấy. Đó là một cái dự án à, đường giao thông từ quốc lộ 27 đến đường tỉnh lộ DT656 kết nối với tỉnh Lâm Đồng và Ninh Tuận. À, tôi cho đây là cái, cái câu chuyện rất thuận, thuận lợi và mở ra cái việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện rất thuận lợi nó mang tính chất không còn là, là 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 liên vùng trong cái 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 huyện nữa mà mang tính chất là mở rộng kết nối liên vùng đối với là các tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư cho miền núi. Theo đó, tỉnh sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư, kết nối tiêu thụ nông sản, tổ chức các hội chợ, chương trình giao lưu diễn đàn, các lễ hội gắn với thương mại du lịch, hỗ trợ xây dựng mô hình tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, truyền thông quảng bá các sản phẩm của vùng cao công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện là chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao cái chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch để phục vụ cho cái nhu, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. xây dựng và hoàn thành cái quy hoạch vùng huyện Khánh Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Cái này là trong năm 2024 thì chúng tôi mới sẽ quyết tâm hoàn thành Bên cạnh đó, để có thể thu hút đầu tư hiệu quả, huyện Khách Sơn cũng cần xây dựng một số chính sách ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay, các dự án giao thông mang tính liên vùng đã được thông qua. Khi dự án hoàn thành, vấn đề giao thông trên địa bàn huyện đã được giải quyết sẽ mở ra cơ hội phát triển bứt phá cho miền núi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 vượt qua khó khăn, thử thách cùng với sự khởi sắc trên các mặt của đời sống xã hội, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Kết Hòa đã đạt kết quả cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, kết quả phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến rõ nét. Năm 2023, toàn tỉnh kết nạp 2.244 đảng viên, vượt gần 25% so với chỉ tiêu đề ra trong năm. Trong đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên trong độ tuổi thanh niên đạt hơn 59%, đã có 14 trên 15 cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023. Khánh Hòa là một trong 7 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ kết nạp đảng viên mới. Những kết quả đạt được nêu trên là nhờ có sự quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cao của toàn Đảng bộ tỉnh. Đã chú ý thời gian qua để tăng cường việc phát triển đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát trực tiếp đến các đơn vị kinh tế tư nhân để tuyên truyền, phân động phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy tổ chức đảng với chủ đơn vị kinh tế tư nhân nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xây dựng tổ chức đảng và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời chỉ đạo đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy đảng địa phương phải sâu sát với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động, tổng hợp kiến nghị đề xuất, báo cáo cấp thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo sự gắn kết, tăng thêm niềm tin của doanh nghiệp và người lao động đối với sự lãnh đạo của đảng. Và cái năm 2013 là cái năm đầu tiên thường trực thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức một cái hội nghị chuyên đề đối với các cái tổ chức đảng mà tại các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước à, công tác phát triển đảng thì không thể tách rời được cái công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho nên là chúng tôi xác định là gặp gỡ đối thoại và qua cái thông qua cuộc đối thoại đó thì mình nắm được những cái tâm tư nguyện vọng rồi là mình nắm được những cái à, kiến nghị đề xuất của họ để cùng với họ tháo gỡ khó khăn hiểu biết nhận thức chính trị sẽ giúp cho họ có thêm cơ hội tăng thêm thu nhập về mặt kinh tế. Lúc đó người ta sẽ quan tâm nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn cho công tác phát triển đảng. Khi mà 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 người ta đã hiểu rồi, nhất là chủ các doanh nghiệp, mà khi người ta đã hiểu rồi mà đã đồng ý và đã đứng vào và nghĩ vào đảng, là chúng tôi này rất là ý, là bởi vì này khi mà mà mà, mà các cái doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp mà đứng vào hàng ngũ của đảng là đó là một cái thuận lợi cho chúng tôi. Các tổ chức cơ sở đảng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động phát triển đảng trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động, cải tiến nội dung, hình thức tổ chức hội nghị, tập huấn, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng, đảng viên mới theo hướng thiết thực, không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ các giải pháp trên, kết quả phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến rõ nét. Trong năm 2023 đã kết nạp 186 đảng viên mới, trong đó 10 đảng viên là chủ doanh nghiệp tăng 59 đảng viên, tương ứng tăng 46,5% so với năm 2022. Tìm nguồn phát triển đảng ở trong cái doanh nghiệp này thì chúng tôi xác định là trong các cái doanh nghiệp hiện nay thì cái nguồn mà phát triển đảng thì cũng rất là phong phú. Tuy nhiên mình không thể dùng biện pháp hành chính được mà mình phải có tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động để làm cho các cái chủ doanh trước hết là các chủ doanh nghiệp rồi là người lao động trong cái doanh nghiệp đó hiểu được cái lợi ích của họ đối với với Đảng. Thế rồi là hiểu được cái những cái họ hiểu được về Đảng. Họ hiểu được những cái về mục tiêu lý tưởng của Đảng. Rồi họ để tự nguyện đứng trong hàng ngũ vào hàng ngũ của Đảng. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Bên cạnh việc tăng về số lượng, chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên đã tiếp thêm sinh lực cho tổ chức đảng, có phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Thời gian tới, đảng bộ tỉnh tập trung hoàn thành chỉ tiêu phát triển 8.500 đảng viên theo nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng bộ tỉnh, công tác phát triển đảng viên của đảng bộ tỉnh trong năm 2024 sẽ tiếp tục cạt hái được những thành quả tốt đẹp, có phần hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Chuyển sang một nội dung khác, theo Sở Du lịch Khánh Hòa, từ 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết, toàn tỉnh đã có hơn 191.300 lượt khách lưu trú, tăng hơn 26% so với Tết Quý Bảo 2023. Trong đó, khách quốc tế tăng mạnh hơn 260% với 40.750 lượt, các nội địa tăng nhẹ 7,2% với hơn 150.600 lượt khách. Công suất phòng các cơ sở lưu trú khoảng 79,7%, trong đó chủ yếu tập trung cao điểm từ mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết với công suất phòng trên 80% tại một số khách sạn khu vực trung tâm thành phố Đà Trang. Các khu nghỉ dưỡng 4 đến 5 sao khu vực ven biển có công suất trên 90%. Tổng lượt khách tham quan ở các điểm du lịch ước đạt hơn 440.000 lượt khách, tăng 57,2% so với đợt Tết năm 2023. Trong đó, các điểm du lịch như Vinh Quyền Đời Nha Trang, bể Tàu Du lịch Nha Trang, Tu Tham quan Vịnh Nha Trang, Tháp Bà Bodaga, Bảo tàng Hải Dương Học, Chùa Long Sơn, Danh Thắng Hòn Trồng, Khu du lịch Đảo Hoa Lan, v.v. là những điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch. Lượt khách lưu trú và khách tham quan tăng cao đã khiến du lịch khánh hòa bội thu với tổng cho thu ước đạt 879,5 tỷ đồng. Cũng theo Sở Du lịch, dù lượng khách tăng cao nhưng tình hình an ninh trật tự du lịch của Khánh Hòa khá tốt. Sở đã tăng cường nhân lực bố trí người trực điện thoại đường dây nóng trung tâm hỗ trợ khách du lịch 0947 528 000 và sau 2258 24 trên 24 để tiếp nhận phản ánh của du khách, bố trí người trực tại trạm thông tin hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Đa số nhu cầu chung chủ yếu của khách đề nghị cung cấp thông tin về các khu điểm tham quan vui chơi giải trí ở Nha Trang, tuyến đường điểm thu đổi ngoại tệ v.v. Theo báo cáo của Công an huyện Văn Ninh, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 2, nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng, nhìn chung tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Văn Ninh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn ổn định, không xảy ra tình trạng ủng ứ phương tiện giao thông, không xảy ra tai nạn giao thông, giúp dân dân địa phương du xuân vui Tết thuận lợi an toàn. Những ngày nghỉ Tết Quý Đáng, công an huyện Vận Ninh đã chủ động triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào việc tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối. Các tổ công tác 979 đã thực hiện 6 ca tuần tra vũ trang với 60 cán bộ chiến sĩ tham gia, thực hiện kiểm tra 40 trường hợp, trong đó lập biên bản vi phạm 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn và đã bàn giao cho đội cảnh sát giao thông trật tự xử lý theo quy định. Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Qua tuần tra kiểm soát lập biên bản 33 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp với số tiền hơn 22 triệu đồng. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay tức ngày mùng 5 Tết, đội cảnh sát giao thông công an huyện Kết Vĩnh đã bố trí lực lượng trên tuyến giao thông quốc lộ 27C đoạn qua đi bàn huyện để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt tổ chức điểm hỗ trợ tiếp sức người dân khi tham gia giao thông, hỗ trợ nước uống, sữa, bánh ngọt tận tay người dân khi đi ngang qua đây. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ. Khi nhận trong sáng ngày mùng năm Tết, có đông người dân lưu thông theo cả hai chiều Nha Trang và Đà Lạt trên tuyến quốc lộ 27C. Nhiều người tham gia giao thông rất vui khi được lực lượng cảnh sát giao thông trao tận tay những chai nước lọc và khăn lạnh. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lợi lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Kết Vĩnh đã tăng cường quân số trực Tết. Ngoài việc kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, tuyên truyền nhắc nhở người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, lợi lực lượng cảnh sát giao thông còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.